Chào các bạn nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha, chuyển qua một cái phần khác ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ login vào nhé. Mình sẽ review lại một chút coi là mình đã làm được những gì nè. Thì chúng ta đang ở trong cái phần là về quản lý phần storage ha. Thì trong cái storage domain này thì chúng ta hiện thời nó đang có cái local ISO. Local ISO thì nhiệm vụ chính của nó chính là đi chứa các cái file ISO dùng trong cái quá trình cài đặt. Thì ở trong OVS thì nó có 3 loại dữ liệu ha: data, export và ISO. Data thì trong cái phần domain storage dùng để chứa máy ảo. ISO thì rõ ràng rồi, dùng để chứa các file ISO dùng trong cái quá trình cài đặt của máy ảo. Còn cái export ha, cái chỗ trung chuyển để khi các bạn backup ha, các bạn xuất cái OVR ra để làm chỗ chứa tạm thời. Thì bây giờ thì mình sẽ new cái domain nữa. New domain nữa. Cái domain của mình bây giờ sẽ chọn là data. Các bạn thấy cái ISO này nó cho mình có một cái thôi, cho mình một cái thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào đây mình ghi là local sysdata data. Chỗ này mình vẫn ghi nó y chang như vậy. Cái máy của mình thì mình có thể coi lại những cái lệnh mình đã gõ nha. Nó có cái câu lệnh là export ha. Có câu lệnh giúp mà các bạn xem coi là những cái share nào ha. Những cái share file NFS nào ha, mà các bạn sẽ sử dụng nó trong cái quá trình cài đặt của mình. Nè, mình sẽ để lại câu lệnh vào nè. Như đây các bạn. Thì các bạn thấy là nó có cái sượt mà là mount á, data và export. Thì bây giờ chỗ này mình sẽ ghi là cái IP của cái máy chính, cái máy mình đóng cái vai trò là NFS server 192.168.255.250 hai chấm sượt monitor sượt data. Mình ok. Thì lúc này các bạn sẽ phải chờ ha. Chờ cho nó cái overhead mình của mình chỗ này nó chạy xong. Rồi, đến đây các bạn thấy là cái data của mình nó xong ha. Tương tự thì các bạn để vô cái export. Thì coi như là chúng ta đã có đủ các cái thành phần để mà mình backup và mình cài đặt cái máy ảo ha.